Thưa cô chú anh chị thân mến, hôm nay thì Tuấn Vĩ đang có mặt tại tư gia của gia đình nhà chị Phượng. Đó. Thì rất là vui. Dạ, con chào dì. Dạ, 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 dì đứng đơn chút xíu, con nói chuyện chút xíu đã nha. Thì rất là chúc mừng cho chị Phượng nha. Hôm nay đã được đoàn tụ cùng gia đình suốt bao nhiêu năm, chị hả? Tính ra bao nhiêu năm ta? 57 năm. 57 năm. À, 57 năm trời. Rồi chị giới thiệu những cô chú đứng đây trước đi ha, để cho em biết chút xíu coi. Đây là chị Bích. Dạ. Đây là chị Bích ha. À, chị Bích ha. Đây là em Ngân. Em Ngân. Ở đây là em Trinh. Dạ, chúc sức khỏe chị. Đây em Trinh là dâu hả? Dâu. Dạ, còn bên đây? Dạ. Dạ, còn đây là dì, dì con Phượng, người mẹ cao cả. Rồi chào chào chị. Đây là Duyên, em gái em Út. À, em à, đây là thêm mình thêm được gia đình nữa. À, thưa quý vị, là còn nhiều lắm nhưng mà đại khái đây là đứng đại diện thôi thưa quý vị. Thì tính ra đã năm mươi mấy năm thì hôm nay thì chị đã đoàn viên được với bên gia đình bên mẹ. Mẹ, mẹ đẻ. Rất là đáng tiếc là mẹ thì không còn nữa, nhưng mà dù sao thì cũng được gặp thân nhân trong gia đình bên ngoại. Rồi con đứng xích lại đây chút xíu cho chị Phượng nói đôi lời nè. Nói đúng ra là cảm xúc thì rất là nhiều, nhưng mà đều rất là mừng khi mà đã tìm được cái bên kênh Tuấn Vĩ. Nhờ bên kênh Tuấn Vĩ đó thì cộng đồng mạng cũng có rất là thương yêu, rồi cũng lan tỏa ra đó, cho nên Phượng đã tìm được gia đình. Hôm nay thì mình cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay là đến đây rồi có mấy chị. Dạ. Dạ. Rồi con xin lỗi. Dạ con xin lỗi, để con cài micro cho mẹ đã rồi mẹ mới nói chuyện được. Dạ. Dạ. Rồi, mẹ đứng qua bên đây nè cho nó chính diện nè. Rồi, mẹ giới thiệu đôi lời ha. Ừ. Rồi, mẹ phát biểu đi. Nói đi. Ở đây là mẹ của Phượng. Hôm nay cũng nhờ cái kênh của Tuấn Vĩ. Trước hết cảm ơn Tuấn Vĩ và cảm ơn cộng đồng mạng và trong ông bà cô bác anh chị em trong nước và ngoài nước, và để mà phổ biến ra để con tôi tìm được mẹ đẻ. Tôi rất là, trước hết rất là cảm ơn Tuấn Vĩ, sau rồi cảm ơn ông bà cô bác và cộng đồng mạng hết. Dạ, chúng ta dành một tràng vỗ tay nha. Rồi. Hôm nay con bất xúc động nha. Con nói lời cảm ơn, cái lời cảm ơn, dù con có nói cái lời cảm ơn này 100 lần đi nữa thì cũng không có vừa với công của mẹ nuôi em con. Bây giờ con xin cộng đồng mạng á, cũng con nay đã mừng dữ lắm, con mừng con được nhận được em của con, chị em tụi con gặp mặt nhau. Cộng đồng mạng chỉ lúc lỗi lầm mà lúc trước á, cũng cộng đồng mạng cũng bỏ qua cho chị em, nhưng mà bây giờ dạ không có gì đâu chị, vui mà. Dạ. Giờ là rồi, như gặp em là mừng, gặp em là mừng rồi, gặp em là mừng rồi, gái cho chị á. Như là không, cha này cha mẹ nuôi cũng công sanh đẻ của cha mẹ. Dạ. Còn này cha mẹ nuôi thì cũng bằng như cha mẹ đẻ. Dạ. Cha mẹ đẻ như cha mẹ nuôi thì công dưỡng nó bằng như nhau. Dạ. Công sinh công dưỡng đảo đồng ha. Dạ. 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 À, chị Bích muốn nói điều gì đây nè? Chị Bích muốn nói điều gì nè? Dạ, mẹ nè. Cho con xin phép bác, cũng xin phép gì cho con, đây là kỷ vật của mẹ con để lại, nhưng mà mẹ con thì có cho hai chị em con rồi, còn cái kỷ vật này á, con xin phép không được, con xin trao lại, xin bác cho con được trao lại kỷ vật của mẹ con cho em của con để làm kỷ niệm. Để mẹ con lúc mất thì mẹ con có cho hai chị em tụi con rồi, còn cái món quà này thì mẹ chưa có nói cho ai. Bây giờ là mẹ con của mẹ, con xin bác, con xin gì cho con được tặng cho em con để làm kỷ niệm. Ồ, vậy là kỷ vật của mẹ luôn đó hả? Dạ, vật này của mẹ. Em dạ. Nhận đi, em chị mong, chị rất mong em nhận. Dạ, nhận chị lên. Đeo cho em luôn đi, chị đeo cho người em của mình luôn đi. Dạ. À, đây là kỷ vật của mẹ. Thì thôi, giờ của mẹ thì cho mấy chị em hết rồi, còn đó thì cảm ơn chị. Của mẹ cho con, mà mẹ vô công đức là con ở nơi nào
thì bây giờ có tìm được rồi thì cái đó là cái món quà của mẹ cho con thì con cứ nhận, chứ giờ biết làm gì, biết nói gì. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho tình nghĩa đi nhé. Rồi chị giới thiệu nha. Dạ. Rồi chị đi giới thiệu những cô chú anh chị trong gia đình đó. Dạ, chị đi giới thiệu dùm cho dạ, em. Đây cũng... đây là cậu Tư. Dạ. Cậu Tư là em của mẹ. À, em của mẹ. Đây là mẹ em của mẹ. Đây là dì Bảy. Dì Bảy nè, dì Bảy. À, đây dì Bảy. Dạ, đây là dì Chính. Dạ. Dì Chính xin lên, dì Chính. Chào dì Bảy, chào dì Chính. Dạ, đây là cậu Tư, dì Bảy, dì Chính là em. Đây là em của mẹ hết hả? Dạ. Em của mẹ hết. Dạ. Dạ. Rồi, dạ con là Tuấn Vĩ, con là người kết nối chương trình. Dạ. Dạ, chúc sức khỏe, khỏe cậu. Dạ. Dạ. À, cậu có đôi lời ha? Dạ. Rồi hôm nay cậu có đôi lời, chị đứng bên đây đi chị. Chị ơi, chị Phượng đứng bên đây cho cậu có đôi lời. Dạ, dạ. Đứng bên đây đi chị. Dạ, dạ. Rồi, con mời cậu có đôi lời ha. Giờ không có gì hơn. Giờ trước tiên giờ cảm ơn chị nhiều nhất. Vì chị đại diện nuôi con thế chị tôi. Rồi tôi không muốn gì hơn giờ. Thành thật cảm ơn chị không? Có công sanh. Thì em ấy thì có công nuôi dưỡng thì coi như là chị em với chị cũng là cơ, hai người cũng là công sanh công dưỡng cũng là bằng nhau. Chúng ta dành tràng vỗ tay cho để gọi là công sanh công dưỡng đạo đồng ha. Dạ, rất là cảm ơn. Em có mẹ đây đó hả? Dạ, dạ. Dạ. Gì mới biết. À rồi rồi để chút xíu cho bên đây chị có đôi lời đã ha. Dạ. Như vậy. Chúc mừng thôi. Bây giờ trước nhất là cũng cái duyên nó gặp nhau vậy thì trước nhất em cảm ơn chị. Chị là người á là công sanh dưỡng cháu nên là ngày hôm nay thì giờ cháu á nó lớn lên cũng nhờ chị thì giờ á chị rất là mến chị thương chị là chị lo cho cháu, cảm ơn anh chị. Giờ á là ngày hôm nay mà họp mặt vậy là cũng quá mừng rồi. Thôi giờ chúc sức khỏe chị nhiều sức khỏe, biết nói gì giờ. Người mẹ này là người mẹ tuyệt vời này, chúng ta dành thêm cho một tràng vỗ tay cho người mẹ tuyệt vời này. Coi như là chị thì có công sanh mà không có công dưỡng thì em ở đây thì không có sanh mà có công dưỡng thì em với chị cũng hai người cũng bằng nhau hết. Chị nói phải cứ bằng nhau hết nhưng mà giờ nhờ chị nuôi cháu lớn ngày hôm nay vậy là giờ gặp nhau cũng là cái duyên ông trời ông định rồi. Dạ. Giờ chị em mình nó coi như là giờ thân tình lắm, thương lắm. Thì giờ nó cũng cảm ơn chị là nuôi cháu lớn ngày hôm nay là cũng nhờ chị nó mới được gia đình thì mới được cũng này. Cảm ơn chị để chị sanh ra đứa con mà không có nuôi được. Dạ. Thì em diễm phúc được là em được nuôi. Dạ. Dạ. Thì bây giờ nó gặp được mẹ rồi mà chẳng may mà mẹ nó qua đời. Dạ. Thì rất là tiếc. Thôi dạ. Bây giờ để gặp chị em mình đi. Dạ. Để kết nghĩa thành chị em. Dạ. Như vậy là cũng là rất là vui rồi chị. Rồi chúng ta dừng lại. Giờ Phượng nói chứ cũng nhờ mẹ, giờ mẹ không có công sanh mà không có công dưỡng thì giờ đây tử về sau thì ráng lo sức khỏe cho ba mẹ là tốt. Dạ. Mình cứ ăn ở tốt, ông trời cũng cho mình thôi. Dạ. Giờ mẹ tốt lắm, nhờ mẹ mình mới được ngày hôm nay, thấy không? Dạ. Thì giờ phải thương ba mẹ nhiều hơn. Dạ. Họ hàng nhà mình là ai cũng vui hết. Dạ. Nghe tin là có tìm lại được cháu. Dạ. Thì bây giờ đến đây là chúc mừng là mình được gặp gỡ lẫn nhau là coi như cái duyên nó được gặp lại. Dạ. Cũng cảm ơn anh chị là cũng thay cho chị ba là chăm sóc cho Phượng á. Coi như là Phượng có cuộc sống là vui vẻ tốt á thì nghe cũng rất là mừng. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho tâm tình hay gì. Dạ, cảm ơn gì nhiều.
À, thưa quý vị, thật sự là hôm nay Tuấn Vĩ cũng rất là hạnh phúc khi được chứng kiến những cái giây phút này. Phải nói rằng là một cái tình cảm ấm áp mà gia đình đã dành cho. Thì bên cạnh đó Tuấn Vĩ thật sự là rất là trân trọng cái người mẹ nuôi vô cùng luôn, đã có công nuôi dưỡng chị Phượng trong những năm qua, những năm tháng qua, bao nhiêu mấy chục năm đằng đẵng ha, rất là tuyệt vời luôn. Dạ dạ chị. À ông chú lên cái nha. À vậy hả? À mời ông chú hả? Dạ chú của bên Phượng bên nội. Dạ dạ, rồi chị cứ tự nhiên. Dạ dạ. À đây tôi cũng xin đại diện anh tôi thì cũng hôm nay là hai gia đình gặp nhau, thì cháu Hượng là con đỡ đầu của ông anh tôi, nay tìm được tổ tông, rồi mời anh chị trên quê lên xuống quê Long An Anh Ngãi. Trước là biết quê hương, sau nữa biết gia đình của ông anh tôi, thì cũng chung chúc sức khỏe của toàn thể gia đình ha. Rồi cảm ơn chú Bảy, cảm ơn chú Bảy con nhiều. Nói chung là em cũng cảm ơn bác gái, cảm ơn bác chị đã sinh ra một người con để cho em có một người chị rất là tuyệt vời. Thì bây giờ coi như là mình có thêm một gia đình nữa. Bác thay chị Tư. À, chị Tư. Chị Bảy. Chị Bảy nè. Chị cũng rất là mừng luôn, rất là mừng được một gia đình. Dì Bảy mình nè, cảm ơn dì Bảy đi. Cảm ơn dì Bảy nữa. Thương nhiều. Ok, không biết nói gì hơn. Nói gì Bảy? Dì Bảy dì chín, dì chín mắc cỡ, dì chín mắc cỡ. Mạnh mạnh lên nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, thưa quý vị thân mến, vậy thì Tuấn Vĩ cũng biết rằng á là chúng ta cũng rất là nhiều cô chú muốn có nhiều lời chúc cho chị, nhưng mà đã đến bữa tiệc rồi. Cho nên là để cho cô chú dùng bữa tiệc để thì đói là tụt huyết áp á. Dạ. Thôi thì hôm nay thì cho Phượng cảm ơn Tuấn Vĩ trước hết, là sau đó là cảm ơn tất cả cộng đồng mạng đã hết lòng để mà theo dõi, để mà truyền bá thêm nhiều cho mọi người xung quanh, là cho nên Phượng mới được ngày hôm nay để gặp lại gia đình. Thôi thành thật cảm ơn. Ha, thôi sau đây trò Trinh mời tất cả mọi người vô bàn dùng tiệc nha. Dạ. Đúng rồi. 1, 2, 3 vô đúng không? 1, 2, 3 vô. Dạ, dạ vậy okay. Con mời mẹ ha. Dạ. Rồi. Thôi mình đi rồi, ngồi đi ra rồi, cho bàn rồi. Chỉ nâng ly đi chị. Mà chú Bảy. Dạ chị Tư. Chị Tư dạ con xin dùng trà thay rượu của mẹ chú Bảy. Dạ chú Bảy cũng thoát lắm, thế mời uống à chị. Dạ dạ. Dạ rồi, rồi cảm ơn chú. Con cảm ơn chú Bảy luôn. Nó là em uống để ngồi xuống đứng lên cho mọi người. Dạ dạ, đứng lên ngồi xuống. Rồi mời chú luôn đi. Em của con nó đại diện hết nha. Con không biết uống rượu đâu. Rồi thôi mời mấy chú mấy cậu ha. Dùng rồi, bữa nha. Con mời mấy chú, mấy chú mấy cậu dùng ra bữa. Rồi giờ mình đi qua bên kia cái đi ha. Không cho đi hết 10 bàn này cho tôi xỉn quá. Bên xì trắng ha. Bên đây là sao cậu, anh em ha. Anh sao? Trời ơi này em này anh Tư nè. Trời ơi giờ mới biết nè. Đây là anh Việt nè. Này anh Việt, ủa anh Việt đây anh Đảm. Trời ơi. Hai anh Việt này kế bên kỳ vậy. Đây là bạn này là anh em. Dạ thôi xin mời ha. Bữa nay nhân dịp cái buổi tiệc gia đình thật hợp mạch thì thôi mời mấy anh nâng ly ha cùng em nha. Đại diện anh Việt. Bên kia cậu. Cậu này là cậu hả? Ồ, này là cậu mấy? Cậu. Thôi cậu đây đại diện cho con nha. Cậu. Đây cậu Út. Dạ xin mời nha. Dạ. Trời gì đó, lắc gì đó, lắc kêu vậy chị? Lắc kêu cậu lắc không kêu. Cậu người ta lắc kêu, cậu lắc kêu trước. Cậu lắc kêu trước ra cậu. Thôi vậy là vui quá rồi. Rồi được rồi đi. Đó. Xỉnh rồi. Trời ơi. Đủ chỗ chưa cho Tính vô ngồi vậy đó. Xỉnh rồi. Rồi mình đi tính vô. Tính vô ngồi Tính. Thôi dạ. Đi vô đây luôn chị Phương ơi. Ôi chị Tư trả giỏ lại nè. Đây. Trời ơi con gái nó ghét quá.
Thì mình vô đây chơi vậy. Ừ, ngồi đây để chơi. Dạ. Rồi rồi chị là chắc chị Phương ngồi đây luôn đi. Ok. Dạ, ngồi đây đi. Rồi để lại đây đi, chưa. Rồi ngồi đây luôn đi ha. Rồi Hài ngồi vô đi rồi cái mời chị gái nào vô lên cho cùng với Phượng hả? Rồi bữa nay con này đây có dì Bảy, dì Chín, thím Bảy con, mợ Tư, má với mợ Mười, với đây dì Nga với dì gì? Đây vợ của cậu. Vợ cậu tên gì? Vợ cậu mợ, mợ mấy mợ? Mợ Út, mợ Út. Đây thím Tư, thím Năm chứ hả? Dạ thôi đây con đại diện, con cũng mời tất cả thím Năm hả? Thím Năm. Dạ dạ. Thôi má đại diện cho con với nguyên bàn này để mà nâng ly rồi dùng bữa với con nha. Dạ thôi con cảm ơn. Chúc mừng gặp được bà con. Dạ dạ con cảm ơn thím. Dạ, con cảm ơn. Rồi thôi mình tiếp tục ha. Rồi thôi mời nha, tự nhiên nha. Dạ. Tự nhiên như vậy chính. Đây là ai đây? Đây là ai? Đây là Út nè. Rồi đây là gia đình mình hết rồi ha. Đây có em Ái Nhi, chị Sáu. Đây là chị cái bên nhà bên người chị. Chạy hết. Này em Út. Này em Nga, em Trinh. Em Trinh hoài. Em Dung, chị Ba. Thôi vậy cho mình mời nha, nâng ly nha. 1, 2, 3, 2, 3, vô. Dữ dàng chưa, quá ư là trẻ con gái nha. Rồi chúc cho mình gia đình mình ha, ngon miệng nha. Rồi tiếp tục đi. Nè Hà này nè. À Tấn Vĩ ơi. Hà này là coi như là fan của Tấn Vĩ, coi ngày coi đêm đó. Trời mà bữa nay không gặp là khóc. Nhưng mà dạ không biết lấy bao nhiêu nước mắt của Thu Hà đó. Khóc đã là cười. Khóc đã là cười đúng không? Rồi bây giờ mình tới cái bàn anh. Mấy anh chị này các ơi, nãy giờ nghe họ vô nhiều quá không biết vô cái gì đây. Giờ Duyên bỏ xuống nè. Thang sai vô nãy giờ nhiều quá. Lại đây. Rồi. Lại đây, rồi, đây là ai đây? Nãy giờ ta chưa mời mà đã là vô rần rần à. Đang thủ là rần ở đây không biết cái gì. Rồi, mời. Ơi, lắm cảm ơn tất cả anh chị em tới đây chơi nha. Vô! Mời vô! Vô nhiều dữ vậy. Rồi, cảm ơn dạ, em, chị, cảm ơn thứ tư nhiều. Chị tư của Phượng. Phượng thứ sáu, Phượng còn người anh Năm nữa. Còn đó hả? Dạ, Phượng còn người anh Năm nữa. Rồi, thôi mấy chị vui vẻ nha. Chị mời đã hết dĩa rồi. Mời tôi dĩa ly kìa. Con ơi, đó. Vậy là tốt rồi đó, vui nha. Đây là tụi em nhiệt tình lắm á. Rồi, cứ nhiệt tình nha, nhiệt tình vậy mới vui nha. Phải ăn, phải hết dĩa mới lấy xuống nha. Danh rồi danh đại diện cho chị Như Cưng. Bây giờ phải mời Tướng Vĩ. Bây giờ mời Tướng Vĩ. Dạ phải mời Tướng Vĩ. Em trai Tướng Vĩ đâu rồi ta? Phải mời nhà anh này. Quay nhớ có đầu có đuôi nha. Có đầu có đuôi hả? Quay nhớ có đầu có đuôi nha, để không có đầu không có đuôi á. Thôi vậy là mình mời Tướng Vĩ nâng ly ha. Coi như là cảm ơn Tướng Vĩ. Cảm ơn Tướng Vĩ nhiều vậy đó. Rất là nhiều ha. Phải rất rất là nhiều luôn đó Tướng Vĩ. Nào cùng nhau ta hãy cùng nâng ly, quên hết sầu đi bao năm tháng mong chờ. Nghìn trùng xa ta đã về với ta, Tuấn Vĩ vui mừng xin hát tặng bài ca. Yo! Chúc mừng. Dạ chúc mừng. Hay quá. Bia này nè, bia này uống xỉn, còn bia này không biết bao giờ mới xỉn nè. Bia này không có bọt. Đợi. Xin mời cô chú anh chị trên cộng đồng nha. Hôm nay coi như là Tướng Vĩ đại diện cho cộng đồng để uống cạn ly này để chúc mừng cho chị Phượng ha. Dạ. Cảm ơn. Rồi 1, 2, 3 một lần nữa. Vô. 2, 3. Vô. Chị không biết chuyện gì hả? Chị này không biết chuyện gì hết mà kệ, cũng không cho nàng biết chuyện gì. Giờ rồi để là ăn rồi đi về thôi. Để em lên em phỏng vấn thử coi chị có biết chuyện gì không. Em chào chị áo áo hồng nha.
nghe chị Phượng nói đó là chị là thân tình trong gia đình, mà dường như đó là chị chưa biết chuyện gì xảy ra hôm nay, phải không? Đúng rồi, bữa nay không biết chuyện gì, nãy vô hỏi còn chuyện gì vậy? Bữa nay hiện giờ chị biết. Vậy là chị chưa. Thấy cái gì là nghi nghi rồi. Rồi thấy ở trong ấy là nghe nhìn trẻ. Thấy Tuấn Vĩ là nghi nghi hả? Cho em gái mình. Chẳng thà không biết chứ biết mà không chút sao được. Rồi chút đi, hai chị em tâm tình đi. Hai chị em này cứ nói chuyện mỗi ngày mà không bao giờ nói cho nàng biết cái chuyện gì hết. Không có nói biết. Không nói chuyện gì. Cũng cảm ơn Tuấn Vĩ nha, cho em gái mình có thêm gia đình. Vậy là chị Phượng muốn để cho chị bất ngờ phải không? Đúng rồi, bất ngờ thiệt luôn á. Cho nên là không nói chuyện gì hết. Không nói chuyện gì hết. Vậy là vô đây thì chị thấy khách đông vậy thì chị tưởng là tiệc gì? Không biết tiệc gì luôn, nó hỏi tiệc mừng gì đây, mới bước vô hỏi tiệc mừng gì đây. Hôm nay rồi vô ngồi tí xíu mới hỏi. Hỏi ra mừng nói ra mới biết rồi, thấy Tuấn Vĩ nè, ủa có Tuấn Vĩ kìa. Rồi mới nghi nghi rồi. Nghi nghi. Mừng cho em gái mình có gia đình. thêm một gia đình. Ok, cảm ơn chị. Đúng không? Cũng cảm ơn Tuấn Vĩ nha. Chị có bất ngờ nhiều không? Quá bất ngờ luôn á, quá bất ngờ luôn. Trời ơi, không hề nói luôn, ý là nói chuyện rất là thường luôn á. Mà không biết chuyện gì. Cho nên là chị Phượng để cho chị bất ngờ mà. Rồi, cảm ơn Tiến Triển nhiều lắm nha. Dạ. Giúp cho em gái mình. Rồi, nâng ly đi, chúc mừng đi. Kìa, nâng ly kìa. Vô đi. Một, hai, ba vô, lấy cái ly lên. Được rồi chị. Cảm ơn em. Rồi, vậy mời Tiến Triển. Dạ. Bàn của em nó ngồi nó chờ. Ok, qua bển đi chị. Cứ qua chú hoài để rồi theo Tiến Vĩ nãy rồi mấy ký con chạy theo hoài vậy đó hả con hả vậy hả sao không đi bữa nay bận hả chứ con không nói chuyện rành chưa con được mấy tuổi con mấy con mệt lắm rồi ha mấy con trời con gái ngồi thương quá ngồi đi nữa hả cũng lâu đây ngồi vậy hả trời Vinh rồi vậy bác Tuấn Vĩ mừng tuổi cho con nha bác Tuấn Vĩ lì xì cho con nha bà ngoại tối từ đầu buổi đến nay đó nó có theo em hoài hả nó theo em hoài á chú lì xì cho con nha lì xì năm mới con nha gọi quay nó kìa rồi vậy ngồi đó đi ngồi đứng bên ngoài đi má chị mình bữa nay biết là má chị vô rồi hôm qua mình có nói con năm có sao không nói cho má má vô con xin trò chuyện với mẹ chút xíu nghe thưa quý vị thân mến ở ngoài thì bữa tiệc cũng đang diễn ra nó cũng hơi ồn một chút xíu mong cô chú anh chị chúng ta thông cảm và con cũng xin chút thời gian trò chuyện với mẹ một chút là quả thực thì hôm nay trong lòng con thì con ngưỡng mộ mẹ vô cùng nhưng mà gọi là cũng không có thời gian để mà trò chuyện để mà cởi mở để mà gửi gắm cái tâm tư đó. Thật sự là đối với cá nhân con này, con rất là khuyến khích những người mẹ giống như là gì đây? Là khuyến khích những người mẹ là có con nuôi đó, là mở lòng được như gì đây để cho những người con để nhận lại được gia đình đó. Con rất là ngưỡng mộ vô cùng. Thì con được biết á, là trước đây á, thì là chị Phượng cũng, hồi nãy con ngồi với cái anh ở ngoài đó đó, là anh nói đó là trước đây là chị Phượng cũng gọi là thật sự là muốn kiếm gia đình nhưng mà không có dám nói sợ rồi mẹ nuôi buồn rồi e ngại những cái điều đó cho nên là con cũng muốn hỏi coi cái tư tưởng của người mẹ nuôi á tư tưởng của người mẹ những người mẹ nuôi khác nói chung và riêng gì đây nói riêng thì cái cảm tưởng của ngày hôm nay thì gì thấy trong lòng như thế nào gì chia sẻ chút được không rất là vui con mình nuôi giống như bà chị có công sanh thì mình có công dưỡng thì coi như hai người nó cũng bằng như nhau đó thì bây giờ khuyến khích con để tìm cha thì nó đã tìm được rồi rồi nó giờ thôi con đi tìm mẹ đi mà nó cứ dầu dừ hoài đó thì hồi nãy con nghe cái anh ngoài đó cũng nói gì đó nói nếu mà kiếm sớm hơn á thì may ra là con kiếm được mẹ còn sống bởi vì mẹ thì ở Củ Chi đây nhưng mà không biết cứ đi vô ngay cái chỗ hồi mẹ đi làm hồi xưa ông già nói đi làm cái chỗ khách sạn gì đó không biết
mà đi vô đó đi kiếm hoài thì họ đã về nhà họ đi hết rồi. Yeah. Vô đó kiếm mà đi vô giấc tối thì kiếm ai ra. Yeah. Rồi thôi nó về rồi nó bỏ qua nó thôi, sợ người ta có chồng có con. Yeah. Rồi sợ con người cũng này kia kia nọ cũng khó dễ này kia kia nọ thôi. Yeah. Là bỏ qua đi má ơi. Yeah. Đó, rồi đấy sao nó thôi con cứ ráng cố gắng đi tìm đi. Yeah. Cứ xuôi nó đi tìm hoài rồi sau này nó mà rồi ông già bển kêu cũng biểu đi tìm. Yeah. Ông già ruột của nó đó. Yeah. Kêu biểu đi tìm mà ông tới giờ cuối cùng rồi nó đi tìm. Yeah. Rồi kêu nó đi tìm rồi giờ đi tìm rồi thôi giờ không biết tưởng đâu là xa chứ không ngờ là ở Củ Chi. Yeah. Hồi đó, đó mẹ sanh thì nghe bà chị chồng của mình á. Yeah. Đi ẩm bà nói đi vô trong cái cô nhi viện. Yeah. mà nó bự bự không mà nó bị ghẻ chóc đồ không thôi. Yeah. không có ẩm ghẻ chóc không rồi. Ừ. À, thôi mẹ ơi. Yeah. Thôi để từ từ bà đi lên đi xuống bà đi hoài bà lên lên bệnh viện Từ Vũ. Yeah. Sao nghe bữa đó bà đi lên Từ Vũ cái bà ẩm được nhỏ này đem về. Yeah. Mình đâu có biết nó bất. Yeah. Ngờ luôn á. Yeah. Tao về tao giái con vịt đó mày bây giờ mình buông con vịt mày cũng địa đi. Yeah. Yeah. đi hoài. Yeah. Mày thì đi tìm muốn đỡ. Yeah. Vậy mà... rồi cái khi mà mình lên xin ở trên cô nhi viện bệnh viện Từ Vũ, bệnh viện Từ Vũ sau đó bệnh viện Từ Vũ bệnh viện Từ Vũ thì khi xin được về đó thì mình có nghe ở đó nói lại là tung tích của người mẹ ruột ra sao này kia không, có nghe nói không? Ừ, nói con nhỏ này á nó giống mẹ nó y chang về vậy đó. Yeah, yeah. Bà chị của mình đi ẩm về. Yeah. Bà chị chồng. Yeah. Ẩm về nó con nhỏ này nó giống như y như bà mẹ của nó y chang nha. Yeah. Cái đầu hơi bự bự dồ dồ ra rồi. Yeah. Cái lỗ mũi ngay chỗ này nó ghẻ trắc à, cái lỗ mũi này nó xẹp đép à. Yeah. Chứ không phải như cái lỗ mũi bây giờ. Yeah. Bởi vì chị có lai mà cho nên là cái mũi nó có khác. Đâu. À. Bây giờ là mới sửa lại. À có sửa. À, nó mới là khác cái lỗ mũi của bà mẹ chứ hồi xưa đó. Đưa cái hình cái bà mẹ nó ra bây giờ cái hình của nó hồi đó y chang như bà mẹ nó không. Yeah. Khác miếng. Yeah. Đó. Mà tôi là... nghĩ tưởng nó ở Thận Mỹ ở đâu quá chứ. Yeah. Không phải mở Củ Chi ở đây. Yeah. Phải nói rằng là cái công nuôi bằng trời bằng biển, nuôi từ lúc mới lọt lòng mới được có mấy ngày đúng không? Ờ chưa rụng rút. Chưa rụng rúng nữa mà. Mới được 2 ngày thôi. Dạ. Yeah. Rồi vậy, ẩm về luôn. Cái tình mẹ thiệt là bao la cao cả thiệt. Không biết phải nói làm sao. Con rất là trân trọng và rất là hoan nghênh và rất là khuyến khích những người mẹ mà đã có con nuôi thì chúng ta cũng mở lòng giống như mẹ đây. Dạ. Yeah. Con xin lỗi gì là tên gì con? Gì thứ hai mà tên hai luôn. À gì hai tên hai gặp luôn. Gặp hai vậy. Dạ dạ. Hồi đó bà già bà đẻ thứ hai mà đó thứ 10. Yeah. Thứ không chứ không có tên khỉ gì ráo á. Dạ. Vậy cái qua bao nhiêu năm trời nay là chị kiếm được gia đình phải nói rằng là cũng một cái việc là hiếm hoi khó khăn. Yeah. Hiếm thì cũng phải là hiếm nhưng mà cũng là khó khăn lắm. Có. Yeah. Cái duyên ơn trên đưa đẩy cộng thêm đó nữa là cái công nghệ bây giờ đó thì được cái sự là chung tay lan tỏa của cộng đồng. Yeah. Nên là mới tới tay kiếm của được gia đình. Chứ còn một người là kiếm cũng không ra nổi. Yeah. Tôi nói nhờ. Đúng. Rất là cảm ơn Tuấn Vĩ và rất là cảm ơn cộng đồng mạng. Yeah. Trong nước và ngoài nước bị nhìn thấy đó là mới tìm được chứ không bao giờ tìm được. Yeah. Nó nói có cái hình không sao tìm má. Yeah, không phải có tên. Phải có tên được có số nhà rồi mới tìm ta nói. Ở trong thì má coi ở trong cái của Tấn Vĩ này. Yeah. Đưa cái tấm hình không còn tìm được mắc mới gì mà không tìm. Yeah. Mà chị cứ lượn lự hoài chị không chịu lên được, không nó không chịu được sự động viên của những người thân thì được sự động viên của người mẹ dì hai đây thì mẹ chị mới chịu lên chứ còn trước đó là nghe nói là chị sợ là mẹ buồn sợ mẹ hai buồn mà đâu có gì đâu buồn cô gì ha đâu có gì đâu buồn kệ. Yeah. Nó tiền tìm nguồn cội mà nó tìm được cái nguồn cội của nó mình biết thôi. Yeah. Chứ giờ mình giờ nó không được thì mình cũng vẫn nuôi nó hồi nào tới giờ mình. Yeah. Coi nó cũng như là con ruột không tôi nuôi nó là coi cũng như là con ruột chứ không. Yeah. Có tính gì mà con nuôi con khỉ gì hết trơn á. Không phải con khỉ gì hết. Không cứ là. Yeah. Mà mấy đứa này là phải nghe lời nó. Dạ. Dạ. Mấy đứa em sau á. Ừ. Yeah. Có con Duyên với Hàng Giang.
Thì chị cả mà dù nó sao là thì... chị cả đó mà đi đâu đi bệnh viện đi đâu là cũng phải nó không con nhỏ em nó chôn viên ấy chở đi tới đó là kêu con nhỏ này phải tới bệnh viện vô chứ còn nó không có vô nó ở bển thì hai mẹ con cũng ở gần nhau để mình bệnh thì nó cũng tới lui hoài luôn Vậy là dì hai thì cũng ở bên Mỹ thì thỉnh thoảng về thôi. Ở bển này cũng lâu lâu mới về bên đây. Lâu lâu mới về. Con nhà này đi cái nhà này mình cất rồi 2009, 2010 gì đây nè không biết quên rồi. Rồi đi thì mới mướn người coi giữ nhà. Rồi đi qua bển rồi mấy tháng rồi trở về. Thì vì có cái sự kiện là khi kết nối được và nghi ngờ đó là mẹ ruột và có người nhận tấm hình đó là mẹ ruột thì chị với dì hai mới về đây để xét nghiệm rồi để mà nhận lại cội nguồn chứ còn nếu không có cái sự kiện này chắc là cũng chưa về vào dịp này ha. Bị gì ông xã ở đây về là đi đi về đây đi về đây thường lắm 6 tháng ở bên này 6 tháng ở bên kia đi tới đi lui đi tới đi lui vậy rồi phải nói rằng là không biết phải dùng bằng cái ca từ nào, lời lẽ nào để mà diễn tả trong cái tình mẫu tử công dưỡng lớn như vậy. Chỉ biết là gửi lời trân trọng cảm ơn tới người mẹ nuôi, tức là dì. Chúc sức khỏe dì. Thì cũng hy vọng là ở trên cộng đồng, những người mẹ nuôi khác cũng mở lòng để cho con của mình có cái cơ hội kiếm lại được nguồn cội. Mà có gì đâu buồn vậy ha, vui. Đâu có gì đâu buồn, kệ nó đi. Thì giờ mình nuôi thì người ta sanh được mà không có nuôi được thì thôi giờ mình nuôi thì mình cũng ráng cưng nó thôi, cũng như con của mình vậy thôi. Nuôi nó hồi nào tới giờ coi như mà con ruột vậy thôi chứ không có nghĩ gì hết trơn á. Mà cái nào cũng phải hỏi ý kiến nó à nha. Sau này á. Mấy đứa em là phải hỏi ý kiến nó à. Thì chắc là bởi vì là cũng sống căn bản, chị sống căn bản và chị sống có tình cảm nên là vì em út này kia nó cũng để hay gì ha. Cái vậy chứ còn chị mà sống không có tình cảm và chị sống không có cũng thì em út này kia nó đâu có nghe hả gì hả. Cái này nói nào ngay, ba chị em nói đứa nào cũng là hòa thuận với nhau hết, không có gì hết. Mẹ có gì là mẹ cũng ba đứa đó thôi. Phải có nhiều cũng trúc cho ba đứa đó hết à. Thì cho con hỏi cái nữa là cái thời gian đầu á, mà mới xin chị về nuôi đó thì sau cho đến cái thời kỳ mà thường á, là cái định kiến của xã hội là kiểu giống kiểu là nói đúng ra là kiểu người ta hay kỳ thị những người con trai này kia đó hay kỳ thị thì gì có bị áp lực hoặc là kia về cái việc đó không thì thôi giờ thấy người ta kỳ thị thì thôi mình cứ mình mần mình ăn vậy thôi chứ giờ hồi đó cho nó đi học rồi cái xin đi dạy xin vô dạy cô giáo người ta nói nó là con lai nó không nhận là vậy thôi Rồi sau này có cái viện đi viện mà Mỹ rước đi viện con lai. Rồi dì đăng ký đi luôn. Còn trước đó vậy là đúng ra là như người khác là chị Phượng có thể làm giáo viên. Nhưng mà do là người không ta con lai người ta không nhận. Người ta không nhận, người ta nói là con của Mỹ không có nhận. Đó. Nó thiệt vậy đó. Có cái sự mà định kiến của xã hội của cái thời bấy giờ gì hết. Tuy rằng là bây giờ thì thoải mái rồi chứ cũng không có gì trở ngại đúng không? Bây giờ là thoải mái hết luôn. Bây giờ thoải mái. Bây giờ bây giờ mới như chú nói hồi đó làm việc thì bây giờ về hưu nghỉ rồi thì giờ cũng bình thường. Cũng nhận hết bây giờ nhiều người họ tìm cha tìm mẹ thiếu gì nhận hết à. Thật ra thì cái đó là do của cái thời đại thôi. Chứ cũng không phải là mình trách một cá nhân ai mà do cái thời đại nó như vậy. Bây giờ nhà nước bây giờ đã khoa hồng hết ráo rồi. Nói chung là bây giờ thì thoải mái hơn. Thoải mái lắm. Quan niệm thoải mái rồi.
Rồi thưa dì, để con cũng có đôi lời như vậy để cho dì có cái cơ hội để trải lòng, cũng như là con thì thật sự là con cũng hoan nghênh những người mẹ giống như dì đây. Thì không biết nói gì hơn là con chúc sức khỏe tới dì và gia đình. Thì cũng mong sớm có duyên thì dì cháu, thì chị em sẽ có dịp gặp lại. Có dịp gặp lại cũng là tốt. Cho nên trước hết cảm ơn Tuấn Vĩ và cảm ơn cộng đồng mạng của Tuấn Vĩ và trong nước và ngoài nước, bà con, anh chị em, cô bác, người ta biết, người ta chỉ dùng, vậy là rất là tốt rồi. Rồi. Vậy là quá là cảm ơn Tuấn Vĩ và quá cảm ơn cộng đồng mạng. Dạ. Rồi vậy con chúc sức khỏe dì nha. Rồi, cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều, để Tuấn Vĩ đi lên tới nhà dì chơi đây là rất là quý. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua sự chia sẻ của dì Hai là người mẹ nuôi của chị Phượng. Phải nói rằng là một người mẹ nuôi rất là đáng trân trọng, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn cô chú anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Một lần nữa xin chúc sức khỏe tới quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị. Thưa quý vị thân mến, bây giờ đó thì trước giờ ra về đó thì biết rằng là khách thì cũng đang còn nhiều, rồi chị cũng còn phải tiếp khách, nhưng mà Tuấn Vĩ phải lo nhiều việc nữa. Bây giờ em phải chạy xuống Cúc Trà Vinh rồi để lo công việc cái đó. Thì trong buổi hôm nay thì thật sự là em thấy em hạnh phúc cho chị vô cùng luôn. Cái hạnh phúc ở đây đó là thứ nhất là kiếm được cội nguồn thì đã đành, nhưng mà thấy cái tình cảm của đặc biệt là bên gia đình nuôi chị á, dành cho chị, cái đó mới là số một. Em thật sự là em trân trọng cái điều đó. Bởi vì chị biết đó là cái việc mà kiếm cội nguồn thì đó là chỉ một cái vế mà gọi là mình phải cần biết cội nguồn. Còn cái tình cảm mà đã dành cho chị lâu nay đó, biết bao nhiêu là năm trời đó, mà em mới nói chuyện với mẹ nuôi xong đó thì mẹ nói là chị trong gia đình là mấy đứa em là nghe chị thăng thắc luôn, là chị là giống như là cái người mà cái đầu tàu vậy đó, nói cái gì là mấy người em là răm rắp. Thì em mới nói rằng là cũng chắc là chị sống căn bản, là chị sống tình cảm thì mấy em nó mới nghe theo, chứ chị mà sống không có đàng hoàng này cái dễ gì mà nó nghe. Thì cho nên là thật sự là thấy cái tình cảm gắn bó của gia đình á, thấy vậy là em rất là mừng cho chị. Đặc biệt hôm nay cộng thêm cái việc mà kiếm được nguồn cội thì niềm vui nó lại được nhân đôi. Nên là chị biết là chúc mừng chị đó. Cảm ơn Tuấn Vĩ, cảm ơn cộng đồng mạng nhiều. Thì đó, thì nói đúng thì như mẹ nói đó, thì nói đúng thì cũng cảm ơn ông bà nội. Ông bà nội cũng dạy dỗ, rồi mấy chú cũng thương yêu. Ok, thì bây giờ thế này, trước khi ra về như em cũng có chia sẻ với chị đó, là chị biết là chúc mừng nhau thôi, chứ không biết nói sao hơn. Mà cái niềm vui này á, gọi là niềm vui khá trọn vẹn rồi. Vì ba chị cũng đã biết nguồn gốc của ba này. Mình không còn băn khoăn là ba mình là ai như thế nào này. Rồi bây giờ cũng biết nguồn gốc của mẹ này, có những người em, có chị này, có những người dì này. Thì phải nói rằng là nó khá là mãn nguyện. Chứ thật sự là chị biết đó, ở trên cộng đồng biết bao nhiêu là anh chị lên kiếm người thân mà cũng đang còn nhiều người kiếm chưa có được. Chứ không phải ai cũng được may mắn như vậy. Nên là không biết nói gì hơn, là chị biết là gửi lời chúc mừng cho nhau chị ha. Cảm ơn Tuấn Vĩ, cảm ơn cộng đồng nhiều lắm nha. Ok, thôi có gì nói có gì sơ sót cũng mới qua giùm cho. Không có gì. Thôi gì bây giờ cho Phượng cảm ơn cộng đồng mạng đã coi như là theo dõi chương trình của Tuấn Vĩ. Nhờ cộng đồng mạng mà với kết nối với chương trình của Tuấn Vĩ mà Phượng đã từng điệp gia đình, thì thành thật cảm ơn. Rồi em cũng xin cảm ơn cái món quà của chị đã gửi để ủng hộ vào chương trình cái quỹ nha. Thì có sao thì Tuấn Vĩ nói vậy, đây là món quà của chị Phượng gửi Tuấn Vĩ. Hồi nãy thì chị nói là đừng có đưa lên cộng đồng, nhưng mà cái này thì bởi vì em ghi nhận cái tấm lòng của chị. Cho nên là em cũng thật sự là em cũng không có e ngại gì khi mà đưa lên để hoan nghênh cái tấm lòng đó. Thì người ta nói nó không bao nhiêu, nhưng mà coi giúp đỡ thêm được ai mà thử DNA hay là cái gì vậy đó. đúng rồi chị. Thì thôi cảm ơn hết tất cả bà con ha. Rồi, trong nước ngoài nước ha. Rồi vậy chúng ta chào tạm biệt nha. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Ok. Hello, chào cả nhà nha. Tuấn Vĩ. Chào dì, chào chị, chào em Hà.
Dạ, em chào anh, em chào gia đình ạ. Rồi. Chị Phượng ơi, chị Phượng giới thiệu những thành viên trong gia đình mình cho em được biết chút được không? Ok, đây là má của Phượng nè. Dạ. Bé nè, bé cưng nè, chị Bảy nè. Dạ. Em gái cưng nè. Dạ. À, đứa đây là em gái nữa nè. dạ Đông lắm mà, ngồi trốn. dạ do Đang cái chờ, đang vui coi. cả nhà đang còn ngồi chờ kết quả ha. Dạ Dạ. rồi hôm trước á, thì là chị Phượng có xuống có gặp em Hà đấy rồi, thì chị Phượng đã biết, còn con xin giới thiệu thêm cho mấy dì biết là em Hà là phụ trách bên trung tâm xét nghiệm ADN dì cô ạ. Con giới thiệu cho mấy dì mấy cô được biết. Thì con cũng biết bây giờ gia đình mình đang còn rất là nôn để chờ kết quả, thì bây giờ cái phần còn lại là con nhường cho em Hà để cho em Hà thông báo kết quả. Thì cũng không biết làm sao đây mà thấy ai cũng nghiêm nghị hết trơn. Dạ. Rồi dì ơi, dì mẹ của chị Phượng thì đoán sao, dì có đoán được không? Má nghĩ sao? Có đoán được Ờ, không? má đón. Ờ, má đón thì thấy như vậy là chắc là đúng rồi, đó là mẹ của Phượng á. Rồi còn gì bên đây, còn gì áo vàng? Dĩa vàng mới là dĩa vàng, nó được chính xác 100%. Rồi còn cháu gái, cháu gái đoán sao? Em gái thì chờ kết quả thôi à. Rất là cũng tính làm cho gia đình mình có một cái sự bất ngờ, nhưng mà có vẻ như là không có cái sự bất ngờ nào thì phải. Bởi vì ai cũng đoán là đúng hết trơn rồi, bây giờ không biết sao nữa. Em Hà ơi, bây giờ mình lỡ không trúng cái không biết nói làm sao ha, lỡ không trúng cái chắc gia đình buồn lắm Dạ, hôm bữa chị Phượng là từ sân bay về là đến thẳng chỗ em luôn. Xong à. rồi cả đại gia đình là cũng qua chỗ văn phòng của em để làm Ừ. xét nghiệm, rồi cũng chào đón chị Phượng từ sân bay trở về. À. Dạ. Dạ, sau bao lâu mà gặp lại chị Phượng thì cả nhà cũng rất là vui và đông, đến văn phòng em cũng rất là đông ạ. Ừ. À. Dạ, sau 7 ngày chờ đợi kết quả thì sáng nay chị Phượng có đến văn phòng em, và em cũng cố gắng là em hẹn là hôm nay là sớm nhất là có kết quả cho chị Phượng, thì cũng em cũng vừa mới có kết quả ở trên tay thôi. Thì em cũng muốn thông báo với lại gia đình và với anh Vĩ để có cái kết quả để cho gia đình mình khỏi chờ đợi nữa ạ. Thì Thôi thì em dạ, công bố luôn đi. đây là cái kết quả em đã Mừng cầm ở vậy, trên nghe tay mừng rồi. quá anh mừng luôn mừng. Dạ. Ủa sao Thì em xin phép gia đình, em xin phép gia đình là em sẽ đọc cái kết quả của mình ha. Dạ. Dạ. thấy hồi hộp quá. À, dạ thì hôm bữa mình làm cái xét nghiệm giữa chị Phượng và chị Bích để xem là mình có cùng huyết thống, cùng dòng mẹ hay không ạ. À. Thì hôm nay thì em xin thông báo là kết quả này là mình có huyết thống cùng dòng mẹ giữa chị Phượng và chị Bích ạ. Chúc À. mừng. Em xin chúc mừng gia đình ạ. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Xin chúc mừng cho chị Phượng, chúc mừng cho dì và gia đình mình nha. Dạ, cảm ơn cộng đồng mạng và cảm ơn chị Hà đã hết lòng giúp đỡ bữa nay. Thì sáng nay có chạy tới cũng nôn nao lắm, sớm hơn Dạ. thời gian của chị Hà đó. Thì chị Hà cũng ráng cố gắng làm hết trong vòng ngày nay được rồi, rất là cảm ơn chị. Cảm ơn Thì thưa với gia đình mình, thật ra đó thì Tuấn Vĩ thì không bất ngờ lắm, bởi vì ở cái vấn đề là bên gia đình người dì cũng như là chị Bích rồi những anh chị em trong gia đình thì đều khẳng định là tấm hình mà của chị Phượng có đó là chính là người mẹ của chị Bích cũng như là những người em của chị, thì ai cũng khẳng định cái điều đó, cho nên là đối với cá nhân Tuấn Vĩ thì cũng không bất ngờ lắm. Nhưng mà gọi là cái kết quả mình làm ADN là cái điều đó là cái điều bắt buộc để cho những người mà không được chứng kiến hoặc là có đôi khi có lấn cấn cái gì đó thì sau khi có kết quả thì chúng ta không còn phải lấn cấn nữa và chúng ta cũng yên tâm hơn. Cho nên là hôm nay thấy được mọi việc nó diễn ra mỹ mãn như vậy là rất là chúc mừng cho chị Phượng và gia đình mình. Dạ. Má ơi, gia đình nữa rồi, em gái em có em được gia đình nữa không?
Rồi vậy gia đình mình thông báo cho những người thân biết đi, rồi cũng lên kế hoạch để gặp gỡ này kia được rồi. Bởi vì theo như Tuấn Vĩ được biết đó, là hôm trước chị em mình có nói chuyện khi mà chị Phượng chưa có về đó, thì là cũng nói chuyện rằng là khi xuống sân bay cái là xuống ở trung tâm để xét nghiệm liền, thì sau đó mới lên kế hoạch, nếu trúng thì để chắc chắn 100% thì mới lên kế hoạch để đoàn tụ. Thì hôm nay gia đình mình cũng sắp xếp thời gian được rồi, bởi vì chị về cũng không được lâu đó, cho nên là thôi chị thông báo cho các anh chị em trong gia đình biết và lên kế hoạch đi nha. Dạ, thì bây giờ nói cho Tuấn Vĩ biết đó là mấy bữa nay thì mấy người bên kia đó thì mấy người chị Bích với chị Bích với em gái Ngân á nói là nếu mà kết quả đúng thì hẹn gặp nhau ngày tối thứ bảy, phải lên gia đình chị phải lên nhà em tối thứ bảy ở ngủ một đêm, sáng chủ nhật đi đốt nhang cho mẹ. Đó là sắp xếp là như dạ. Rồi, thì gia đình sẽ mời gia đình Tuấn Vĩ với những người thân nó tới đây nhà của ba mẹ Phượng chơi. Dạ. Ăn bữa cơm gia đình, họp mặt gia đình. Dạ, con hát bài nữa. Tuấn Vĩ phải hát bài. Tuấn Vĩ phải hát mới được. Dạ. Tuấn Vĩ hát hay quá. Dạ. Tuấn Vĩ hát hay vậy quá. À, chị Hà có thể nhún chút thời gian tới chơi được không chị? Dạ, em sẽ cố gắng thu xếp ạ. À. Chị đừng được anh Lộc cắt keo chứ chị. Hả? Chị dạ Phượng chưa, đã được ăn đậu cắt keo chưa? Hồi sáng này em tính đi ăn đó, nếu mà có kết quả chị nói chưa được thì hết làm em xìu, em bỏ em đi về luôn. em phải ở công ty đến giờ này để có kết quả cho chị Phượng đó. Em cố gắng hết sức để trong ngày hôm nay có kết quả, thì em cũng thấy chị rất là nôn nao nên em cũng cố gắng là để có kết quả cho gia đình mình trong hôm nay đó. Trời ơi, thấy mặt chị hả, mới vô thấy vui ơi là vui, cái tự nhiên nó không chưa có chị Phượng ơi, tự nhiên chị Phượng xì. Ráng ở lại làm. Dạ. Ráng tính đi ăn cắt mà thì chưa được kết quả cái thôi buồn quá về luôn. Dạ. Thì hôm bài nào sắp xếp đi anh dạ. Rồi, ok. Dạ. Ok. Dạ. Nhớ ha, vậy là chị Hà. Dạ. Dạ ok chị, cũng hơi đáng tiếc một cái là cái mạng bên mình nó cũng hơi yếu một chút. Nhưng không sao, miễn là bên mình nghe trọn vẹn cái kết quả là được rồi. À chú Nguyễn. Dạ. Giờ em phải gọi cho chị Hà, chị Bích ha. Dạ đúng rồi, gọi thông báo cho các anh chị em trong gia đình biết cho dì này kia biết đi. Dạ. Tối nay khó ngủ rồi đó. Cảm ơn chú Nguyễn. Dạ. Rồi vậy chúng ta chào tạm biệt nhau nha. Cảm ơn em Hà nhiều và xin chúc sức khỏe gia đình mình. Hẹn ngày gặp lại. Dạ, em cảm ơn anh Vĩ. Em chúc mừng gia đình mình ạ. Em xin phép ạ. Em chào gia đình ạ. Rồi, ok ha. Bye bye. Dạ. Rồi, bye bye chị. Bye bye chị. Đồng bạn nha. Rồi, bye bye em. Dạ, dạ.